Môi vị thâm thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Xin chào tất cả mọi người, mình là Thu Mỹ Phạm, chuyên gia làm đẹp. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về 5 cái cách để giải quyết cái tình trạng thâm môi nha. Cách đầu tiên là chúng ta cần phải tẩy trang sau khi chúng ta sử dụng son. Bởi vì son có tốt đến mấy thì nó cũng vẫn có những cái chất tạo màu, tạo mùi và tạo màng. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng bị xỉn màu. Vì vậy cái việc tẩy trang là việc cần thiết. Thứ hai là sử dụng son dưỡng có chứa chỉ số chống nắng. Bởi vì tia UV không những tác hại đến cái làn da mà còn tổn hại, làm tổn hại đến môi của chúng ta. Vì vậy khi mà sử dụng son dưỡng chúng ta cần phải coi có cái chỉ số chống nắng ở trong đó. Thứ ba là tẩy tế bào chết. Việc tẩy tế bào chết là cần thiết để lấy đi những cái lớp sần sùi với những lớp da chết trên môi, kích thích cho môi của chúng ta nó hồng và tăng sinh collagen, nên mọi người cần phải tẩy tế bào chết. Mọi người có thể chọn bất kỳ loại tẩy tế bào chết nào trên thị trường, tuy nhiên Nghĩ thì Nghĩ thích cái loại tẩy tế bào chết của Abelin. Thứ tư là tránh cọ sát mạnh, bởi vì môi cũng giống như nách, cũng như cùi chỏ. Nếu như chúng ta chà sát mạnh thì nó rất dễ làm tổn thương da và rất dễ bị thâm. Nên là chúng ta cần phải khi mà tẩy tế bào chết chúng ta cần phải hết sức nhẹ nhàng. Tẩy trang cũng vậy, cần phải rất là nhẹ nhàng thôi. Thứ năm, ngưng việc sử dụng mỹ phẩm nếu như mà da của chúng ta lúc đó là bị kích ứng, mẩn đỏ hoặc bị bỏng sau khi mà chúng ta ăn đồ 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 nóng. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải ngưng ngay cái việc sử dụng son môi cũng như là mỹ phẩm trên trên môi. Chỉ có sử dụng những cái sản phẩm dưỡng, đặc biệt là có thể sử dụng dầu dừa là một cách để dưỡng môi cực kỳ tốt, để tránh cái tình trạng bị thâm sau khi kích ứng. Đó là 5 cái cách Nghĩa hướng dẫn mọi người và mọi người áp dụng thử và cho Nghĩa cái kết quả nha.